tất cả mọi người xem video nha mọi người. Nay mình quay đèo Bờ Ren về ban đêm, mình đổ đèo nha mọi người. Đèo mới thông xe lại. Đêm thì sáng lắm mọi người, giờ hai bên đường làm rộng 4 làn xe nha. Đèo Bờ Ren mới thông xe nên là đường rất đẹp. Đổ đèo rất Tết này đi chơi thì thoải mái nha. Đèo Bờ Ren ban đêm nè. Bên này tối thui à. Đường này cho chạy 60 nha. Xe giờ toàn lên khách du lịch lên chơi Tết thôi. Đèo đợt này làm rộng nên là chạy cũng thoáng, dễ chạy nữa, chạy nhanh rồi vô tư. Đổ đèo cũng phải 8-90. Đợt chưa thông xe nó bắt đi cái đường bên kia lên xa lắm, bây giờ đường này thông này đi khỏe.
Liên Khương 21 cây nữa, Hồ Tiền Lâm, Trúc Lâm. À, từng là tháp em 49 Đà Lạt thì Tết nay thì xe lạnh chứ không lạnh lắm nha mọi người. Đây là ôm cua. Đèo Bà Ren thì cua. Đợt này mở rộng ra nó đỡ. 4 làn xe chạy. Hồi xưa có 2 làn. Bên kia thì Vách Ta Ly. Đường gọi là đường cao tốc mà, nên là xe chạy thoải mái. Cầu Đa Tân Đa. Mấy chú giao thông à, thank you.
đèo này mát rồi. Lâu lâu có mấy cái bãi để nghỉ dừng chân xe tấp vô. Kéo dữ à. Gần xuống hết đèo rồi. Cầu Bà Rên nè. Phía dưới đây là tới chân đèo nha mọi người, đèo Bà Rên nha. Rồi video này mình tới chân đèo rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh và cho mình một like nha.